tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoàng Anh, Tuấn Liêm cùng nhóm biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Trong bản tin ngày 8 tháng 5 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức Canada và thế giới đáng chú ý sau đây. Chúng ta biết gì về hai biến thể phụ mới của Omicron là BA.4 và BA.5? Giá xăng tiếp tục tăng cao và khu vực đại đô thị Toronto có thể sẽ đạt mức 2,10 đô la mỗi một lít vào cuối tháng 5 này. Trong chiến dịch tranh cử ở tỉnh Ontario, ba đảng chính của tỉnh đưa ra các cam kết về nâng cấp nhà ở, vắc xin Covid-19 tại trường và ring of fire. Người săn nhà từ các vùng khác đang tràn vào tỉnh Alberta. Cuộc chiến đấu thầu mua nhà tuy đang giảm bớt nhưng giá vẫn cao. Sinh viên ở thành phố Vancouver được trả hàng trăm đô la để chờ trong hàng dài xếp hàng xin gia hạn hộ chiếu. Một trò chơi bí ẩn xuất hiện có ai đó đang giấu tiền mặt khắp nơi trong một thành phố ở tỉnh bang New Brunswick và cư dân đang rất yêu thích và tham gia ngày càng đông. Trong diễn biến cuộc chiến tranh ở Ukraine, dân thường đã được rời khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol. Trao thưởng 20.000 đô la Mỹ cho thông tin về con cái heo bị mắc cạn đã bị tấn công đến chết trên bãi biển ở bang Texas. Thực đơn Michelin cho món được gọi là viên ngọc ẩm thực của Pháp bị hỗn loạn khi Pháp đối mặt với khủng hoảng gan ngỗng. Câu lạc bộ bóng đá Chelsea được bán với giá 5,2 tỷ đô la. Trung Quốc sẽ cấm trẻ vị thành niên xem livestream sau 10 giờ tối. Giáo sư gốc Việt Jonathan Van Tam của Vương quốc Anh nói rằng không loại trừ khả năng có biến chủng COVID-19 mà né được miễn dịch. Sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada. Mời quý vị theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. chúng ta biết gì về biến thể phụ mới của Omicron BA.4 và BA.5? Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang theo dõi chặt chẽ hai biến thể phụ COVID-19 mới của Omicron. Hai biến thể này có khả năng lây truyền cao và hiện đang là hai biến thể chính trên toàn thế giới. Kể từ tháng Giêng, hơn 300 trường hợp thuộc dòng phụ BA.4 và BA.5 đã được báo cáo ở một số quốc gia, hầu hết những trường hợp đó đã được phát hiện ở Nam Phi kể từ ngày 3 tháng 5 Canada đã phát hiện 3 trường hợp, hai trường hợp BA.4 và một trường hợp BA.5 là một phần trong quá trình tiến hóa tất cả các virus đều biến đổi theo thời gian và có các biến thể phụ có cấu tạo di truyền khác với biến thể ban đầu nhưng có nguồn gốc chung đây là những gì chúng ta biết cho đến nay về biến thể phụ này Liệu hai biến thể BA.4 và BA.5 có khả năng lây truyền cao hơn không? BA.4 và BA.5 đang dẫn đến sự tăng đột biến các trường hợp COVID-19 mới ở Nam Phi theo WHO. Vào tuần trước, hơn 32.000 ca nhiễm mới đã được báo cáo trong nước, tăng 67% so với tuần trước đó. Dữ liệu từ Nam Phi cho thấy BA.4 và BA.5 dường như có khả năng lây truyền cao hơn so với các dòng phụ khác của Omicron do các đột biến bổ sung BA.4 và BA.5 có khả năng lây truyền cao hơn khoảng 10% so với BA.2. Theo tiến sĩ Donovan, là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và là nhà vi trung học y tế tại Trung tâm Y học của Đại học McGill. Cục đoàn Y tế Liên Hợp Quốc cho biết trên toàn cầu số ca bệnh và số quốc gia báo cáo phát hiện những vi khuẩn này đang tăng lên. Một khi có nhiều ca được báo cáo hơn thì các chuyên gia cho biết vấn đề còn lại chỉ là thời gian để cho các biến chủng mới này thay thế các biến chủng trước đó và bắt đầu chiếm ưu thế. BA.4, BA.5 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng nhập viện? Các nhà khoa học đang cố gắng xác định liệu BA.4 và BA.5 có thể gây ra bệnh nặng hơn ở những người bị nhiễm bệnh và dẫn tới gia tăng số người nhập viện hay không. Hiện nay đang có một số nghiên cứu đang được tiến hành để xem xét mức độ nghiêm trọng của hai biến chủng mới này. Vậy thì câu hỏi kế tiếp là liệu vaccine có tác dụng với các biến thể BA.4 và BA.5 không? Một nghiên cứu trước đây chưa được giám định đã được phát hành vào ngày 1 tháng 5 và kết luận rằng BA.4 và BA.5 có thể né tránh các kháng thể từ nhiễm trùng trước đó và đủ mạnh để kích hoạt một làn sóng mới. Tuy nhiên nó ít có khả năng phát triển hơn ở những người đã được tiêm vaccine chống lại COVID-19. Các nghiên cứu đã được tiến hành xem xét liệu hiệu quả của tình trạng miễn dịch thông qua nhiễm trùng hoặc là tiêm chủng trong việc bảo vệ chống lại BA.4 và BA.5 so với các biến thể phụ khác. Các chuyên gia vẫn hy vọng rằng các loại vaccine hiện tại sẽ có tác dụng ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong và họ vẫn khuyến khích mọi người đi tiêm phòng giá xăng tại GTA có thể đạt tới 2 đô la 10 mỗi một lít vào cuối tháng năm. Theo một nhà phân tích, giá xăng tại máy bơm ước tính sẽ đạt tới 2 đô la 10 mỗi một lít ở khu vực GTA vào cuối tháng này. Giá xăng hiện nay đang ở mức cao kỷ lục là 195,9 cent một lít và dự kiến sẽ đạt 199,9 cent một lít vào ngày mai. Sau nhiều tuần, chi phí nhiên liệu leo thang chủ yếu là do Nga xâm lược Ukraine. Các chuyên gia cũng tin rằng giá xăng sẽ không chỉ dừng lại ở đó và sẽ tăng vượt mốc 2 đô la một lít vào cuối tháng 5, theo chuyên gia nghiên cứu về giá xăng Dan Matic cho biết. Tuy nhiên, ông cũng cho biết là có khả năng các lực lượng Nga có thể rút lui ở Ukraine ngay trong tuần này, ngay ngày chiến thắng của quốc gia, khiến cho giá xăng giảm. Vào ngày hôm qua, thì người phát ngôn của Metrolinx cho biết là cơ quan vận chuyển không có kế hoạch tăng giá vé Go và Up Express, trong khi giá nhiên liệu đang tiếp tục tăng cao. Vâng, tiếp theo trong bản tin hôm nay sẽ là những cập nhật mới về tình hình vận động tranh cử ở Ontario. Đảng NDP Ontario hứa cung cấp các khoản tài trợ cho vay để nâng cấp hiệu quả năng lượng trong nhà các đảng viên của đảng dân chủ mới của ontario đang hứa sẽ tài trợ và cho vay không lãi suất để mọi người có thể nâng cấp hiệu suất bảo tồn năng lượng trong nhà của họ lên mức tốt hơn để giúp làm giảm hóa đơn điện và nước của từng hộ gia đình lãnh đạo ndp andrea howard cho biết đó là một cách để vừa chống lại khủng hoảng khí hậu vừa giúp cho các gia đình trang trải cuộc sống hàng ngày chính phủ NDP cũng sẽ cung cấp cho người dân khoảng trợ cấp 7.000 cho tới 11.000 đô la để nâng cấp máy bơm nhiệt, bình đun nước nóng hiệu suất cao, cửa sổ chất lượng cao và các đánh giá hiệu quả năng lượng. Đối với bất kỳ chi phí nào vượt quá số tiền tài trợ đó thì đảng NDP cho biết họ sẽ cung cấp các khoản vay không lãi suất mà mọi người sẽ trả dần theo thời gian thông qua hóa đơn nước của họ. Đảng NDP nói rằng chỉ riêng về sưởi ấm, một hệ thống bơm nhiệt mới có thể làm giảm tiêu thụ năng lượng trong nhà trung bình là 61%. Các đảng viên tự do ở tỉnh Ontario thì cam kết bổ sung vaccine COVID-19 vào danh sách tiêm chủng của trường học. Đảng tự do Ontario cam kết vào hôm thứ Bảy sẽ bổ sung tiêm chủng COVID-19 vào lịch tiêm chủng cho các trường học nếu được bầu chọn mặc dù phụ huynh vẫn có thể lựa chọn nếu không muốn con mình được tiêm. Lãnh đạo đảng tự do, ông Stephen Del Duca cho biết, cách tốt nhất để trở lại bình thường là làm cho các lớp học an toàn hơn. Ông nói, có 9 loại vaccine hiện có trong danh sách các loại vaccine được yêu cầu phổ biến. Chúng tôi sẽ thêm vaccine COVID-19 vào danh sách đó vì khoa học đã chứng minh điều này. Nhưng ông Del Duca cho biết, các trường hợp miễn trừ hiện tại sẽ tiếp tục được áp dụng. Cha mẹ có thể miễn con cái họ khỏi các yêu cầu tiêm chủng của trường thông qua tuyên bố miễn trừ y tế hoặc là vì lý do lương tâm hoặc là niềm tin tôn giáo. Đảng Tự do nói rằng, lãnh đạo đảng bảo thủ cấp tiến ông Đức Ford đã không làm đủ để thúc đẩy tiêm chủng COVID-19, đặc biệt là cho trẻ em. Đảng Tự do cũng sẽ yêu cầu tất cả các nhà giáo dục tuyến đầu phải được chủng ngừa. Đảng NDP cũng đã kêu gọi đưa vaccine COVID-19 vào danh sách tiêm ở trường học và tiêm chủng bắt buộc cho giáo viên và nhân viên giáo dục. trong khi đó, lãnh đạo đảng bảo thủ cấp tiến ông Doug Ford đang giới thiệu về tiến độ của đảng trong kế hoạch Ring of Fire. Thủ hiến Duffour đã giới thiệu về những tiến bộ mà đảng của ông đã đạt được trong việc phát triển Ring of Fire. Ông cho biết đảng của ông sẽ tiếp tục làm việc với các cộng đồng bản địa và đầu tư một tỷ đô la để xây dựng một con đường bốn mùa đến các địa điểm khai thác tiềm năng ở Ring of Fire. Nếu được bầu lại vào tháng 6, Ring of Fire là khu vực cách Thunder Bay khoảng 500 km về phía đông bắc, được cho là giàu khoáng sản quan trọng và tỉnh đã hứa từ lâu sẽ phát triển và khai thác khu vực này. Thủ hiến Ford cho biết, ông tự hào đã ngồi lại với những người đứng đầu của hai quốc gia bản địa là Martin Ford và web Quay First Nations vào tháng trước và sự hợp tác với các đối tác cộng đồng là điều còn thiếu để hoàn thành dự án đầy tham vọng này. Ông cho biết, sự phát triển của Ring of Fire sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm mới trong ngành khai thác mỏ và mang lại vô số lợi ích và cơ hội cho các cộng đồng bản địa, bao gồm cả việc tiếp cận dễ dàng hơn với những hàng hóa hàng ngày, như là hàng tạp hóa, nhiên liệu và nước uống. Thủ hiến Ford cho biết thêm rằng, các khoáng chất khai thác từ địa điểm này sẽ biến Ontario trở thành một cương quốc tài nguyên, cho phép tỉnh trở thành địa phương dẫn đầu về sản xuất xa điện ở Bắc Mỹ. Các gói hỗ trợ COVID-19 của Canada đã kết thúc, nhưng các doanh nghiệp vẫn cần trợ giúp. Các chủ doanh nghiệp Canada và những người ủng hộ nói rằng, các chương trình phúc lợi COVID-19 của liên bang hết hạn quá sớm. Họ cho rằng sự không chắc chắn về các đợt đại dịch trong tương lai vẫn còn cao. Kể từ thứ Bảy, tất cả các khoản hỗ trợ gần đây nhất được công bố vào mùa thu năm ngoái bao gồm các chương trình trợ cấp tiền lương và tiền thuê nhà và trợ cấp 300 đô la mỗi tuần từ chương trình Canada Worker Lockdown Benefit sẽ không còn nữa, mặc dù các chủ doanh nghiệp nói rằng chúng vẫn rất cần thiết. Theo Summer Bear là chủ sở hữu của nhà hàng và quán bar, Hintonburg Public House ở Ottawa cho biết, các khoản đó là lý do duy nhất giúp chúng tôi vẫn còn mở cửa. Mặc dù các hạn chế về ăn uống hầu hết đã được dỡ bỏ ở tỉnh Ontario, và mọi tỉnh khác. Cô Bear cho biết doanh số bán hàng của cô vẫn chỉ từ 40 đến 60% so với những gì cô thu được từ trước đại dịch. Nhiều người vẫn không thoải mái đi ăn trong nhà, vì vậy cô ấy đang mong muốn mở thêm sân để tăng doanh thu, nhưng cô ấy nói rằng cô vẫn phải đối mặt với các vấn đề như là nhân sự và chi phí thực phẩm cao do lạm phát. Queens University xin lỗi vì đã gửi nhầm thư nhập học. Queens University xin lỗi vì đã gửi nhầm email tuyển sinh tới những ứng viên chưa được chấp nhận. Trong một tuyên bố mới đây của trường đại học ở Kingston, Ontario cho biết, các email dành cho các ứng viên đại học năm thứ nhất đã nhận được lời mời nhập học vào mùa thu năm 2022 đã vô tình được gửi cho một danh sách các ứng viên mà phần lớn trong số họ vẫn chưa nhận được quyết định nhập học. Queens University không cho biết là có bao nhiêu email đã được gửi. Trường đại học cho biết họ đã sớm nhận ra lỗi của họ và các bản sửa lỗi đã được gửi đi và đồng thời đưa ra lời xin lỗi. Queen's University đã nói với tất cả những người nhận được thư chào mừng sai rằng quyết định về đơn đăng ký của họ sẽ được gửi chậm nhất là vào ngày 20 tháng 5. Ottawa Public Health yêu cầu các bác sĩ đề phòng về bệnh sốt thương hàng. Cơ quan Y tế Công cộng Ottawa đang cảnh báo các bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu về xu hướng bất thường của bệnh thương hàng ở Ottawa và đồng thời yêu cầu họ kiểm tra và báo cáo bất kỳ ai có triệu chứng. Sốt thương hàng là một bệnh nhiễm trùng gây ra bởi một loại vi khuẩn Salmonella. Đơn vị y tế cho biết bệnh này không phổ biến ở Canada và các trường hợp hầu hết liên quan tới việc đi du lịch tới các quốc gia không có hệ thống xử lý nước và thoát nước đầy đủ trung bình có 4 trường hợp sốt thương hàng mắc phải trên toàn thế giới được báo cáo ở Ottawa mỗi năm. Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2018 cho tới tháng 2 năm 2022, đơn vị y tế đã nhận được báo cáo về 5 trường hợp sốt thương hàng ở người dân Ottawa dường như đã bị mắc phải tại địa phương. Đơn vị y tế cho biết 5 trường hợp có những điểm chung và họ đang theo dõi xem liệu có thể là có nguồn lây nhiễm chung hay không. Các triệu chứng của sốt thương hàn bao gồm sốt cao, nhức đầu, đau bụng, kèm theo táo bón hoặc là tiêu chảy, hoặc là chán ăn và phát ban. Vệ sinh tay đúng cách và chuẩn bị thức ăn kỹ càng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật do những vi khuẩn như là Salmonella Typhi. Tất cả 5 người được chẩn đoán mắc bệnh sốt thương hàn ở Alabama đều đã bình phục. giá vé của phương tiện công cộng tại Greater Montreal sẽ tăng vào ngày 1 tháng 7. Việc tăng giá vé cho những người sử dụng phương tiện công cộng ở Quebec sắp diễn ra vào ngày 1 tháng 7. Mức tăng trung bình là 2% ở Greater Montreal, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát, nhưng mà đối với những người không thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng thì mức tăng sẽ cảm giác lớn hơn nhiều. Vé tàu điện ngầm cho một chuyến đi từ Laval hoặc Longueuil đến Montreal sẽ tăng lên 5,25 đô la từ mức 3,50 đô la hiện tại, tăng 50%. Hơn 4.000 người đã đăng ký bản kiến nghị yêu cầu cơ quan vận tải đóng bằng giá cước người tài xế đâm xe vào chiếc suv của cảnh sát và đâm qua cửa sổ subway ở phía tây kelowna một người lái xe đã vượt biển báo dừng xe đâm vào xe cảnh sát và đâm qua cửa sổ một nhà hàng vào sáng sớm thứ bảy và đã bị bắt vì đã lái xe trong tình trạng không tỉnh táo ở khu vực west kelowna của tỉnh british columbia hình ảnh từ castanet cho thấy thiệt hại đối với nhà hàng một tiệm subway theo cảnh sát hoàng gia rcmp Vụ tai nạn xảy ra sau một giờ sáng trên Main Street gần Hoskins Road khi người điều khiển chiếc Dodge Durango đâm vào chiếc Chevy Tahoe của RCMP và chỉ được dừng lại sau khi đâm xuyên qua lối vào phía trước của nhà hàng. Mặc dù chiếc SUV của cảnh sát và nhà hàng bị hư hại nghiêm trọng, nhưng không ai kể cả người lái chiếc Durango và hành khách trên chiếc xe đó bị thương nặng. Người đàn ông 30 tuổi lái chiếc Durango đã bị bắt và đã được thả khi tỉnh táo lại để ra hồ tòa vào một ngày sau đó. Cảnh sát nói rằng sau đó anh ta có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Cả hành khách của chiếc xe Durango và người cảnh sát đã bị tông vào, đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị vết thương nhẹ và sau đó đã được xuất viện. Vụ cháy rừng ở miền Tây tỉnh Quebec đã được kiểm soát. Các nhân viên cứu hỏa nói rằng họ đã dập tắt một đám cháy rừng gần biên giới giữa Utah và Laurentians. Ngọn lửa đã lan rộng qua một khu vực cây cối rậm 8 hecta ở phía tây Route 309 ở tỉnh Quebec. Cơ quan phòng chống cháy rừng là Softfield cho biết họ tình cờ phát hiện ra đám cháy vào khoảng trưa thứ Sáu khi một số nhân viên của họ đang bay qua khu vực. Ngọn lửa lúc cao điểm đã ảnh hưởng đến một khu vực có diện tích gần bằng 15 sân bóng bầu dục đã được kiểm soát vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy. Một phát ngôn viên của cơ quan phòng chống cháy rừng nói rằng đám cháy có thể đã được bắt đầu bởi những người dân đốt rác. Lực lượng cứu hỏa sẽ ở lại hiện trường cho đến khi nó được dập tắt hoàn toàn. Khu vực Western Quebec đang có lệnh cấm đốt lửa ngoài trời trong hoặc gần các khu vực rừng. Trong khi đó, tại tỉnh bang Manitoba, các nhà dự báo lũ lụt đang theo dõi chặt chẽ vì tỉnh Manitoba dự kiến sẽ có nhiều mưa hơn trong những ngày tới. Các nhà dự báo lũ lụt ở tỉnh bang Manitoba cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ một loạt hệ thống mưa có thể mang lại lượng mưa từ 40 đến 60 mm cho phần lớn tỉnh trong 5 đến 7 ngày tới. Cũng có khả năng cao một số khu vực sẽ có lượng mưa trên 60 mm, tỉnh cho biết trong một bản tin lũ lụt vào chiều thứ Bảy. Trung tâm dự báo thủy văn của tỉnh sẽ cập nhật dự báo mực nước của mình để xác định ảnh hưởng của mưa đối với các khu vực đã trải qua lũ lụt, bản tin này cho biết. Hiện tại thì các dự báo cho thấy miền Nam và miền Trung Manitoba sẽ có gió Nam mạnh vào cuối ngày thứ Bảy và vào đêm với sức gió giật lên tới 80 km một giờ. Điều đó có thể khiến mực nước ở các khu vực ngập lụt ở Red River Valley phía Nam Winnipeg, từ Latalia đến Rose North tăng tới 6 inch Bản tin lũ lụt cho biết, sóng cũng có thể làm tăng mực nước tạm thời dẫn đến nước tạm thời phủ kín các con đường. Bản tin cho biết, 26 cộng đồng Manitoba hiện đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương, trong khi 4 trung tâm điều hành khẩn cấp của thành phố đã được kích hoạt. Người sang nhà từ các vùng khác đang tràn vào Alberta. Các nhà môi giới cho biết họ đang thấy sự gia tăng đáng kể ở những người mua ngoại tỉnh đến mua nhà ở Calgary. Thị trường bất động sản của thành phố đã nóng trong 6 tháng qua với mức độ cao bất thường. Một phần nhiệt đó là tới từ người dân Ontario và tỉnh BC và ở những vùng khác, những người quyết định mua một ngôi nhà mới ở Alberta hoặc là mua bất động sản đầu tư tại đây. Adam Sarek là một nhà môi giới của CIR Realty cho biết rất nhiều người mà tôi làm việc cùng đã ghé qua website của chúng tôi và chúng tôi có thể thấy khoảng 40-50% cho đến trong số đó là tính từ ngoại tỉnh. Ông Sarek cho biết xu hướng này thực sự bắt đầu trở nên đang gây sự chú ý vào những tháng cuối của năm 2021 và anh ấy không phải là người duy nhất nhận thấy sự thay đổi trong nhóm khách hàng bất động sản. Ado Tobani là một trong những nhà đồng nghiệp của Sarek cho biết trung bình khoảng 10% khách hàng của anh ấy đến từ bên ngoài Alberta và con số này hiện nay đang gần 30% và nhiều người trong số họ kiếm tiền bằng các bất động sản đắt tiền ở Vancouver và Toronto mua nhiều căn nhà hơn với số tiền ít hơn. Tổng doanh số bán bất động sản tính tới thời điểm hiện tại ở Calgary đã tăng gần 40% so với cùng thời điểm năm ngoái, từ 9.217 lên 12.859 căn theo Hội đồng Bất Động Sản Calgary, giá cả đang tăng và thời gian trung bình của một ngôi nhà xuất hiện trên thị trường đang thu hẹp. Doanh số bán nhà vào năm 2021 cao hơn 71% so với năm 2020. Báo cáo dự báo của Hội đồng Quản trị cho biết năm 2022 cho thấy hoạt động bán hàng được cải thiện ở tất cả các trung tâm lớn trong tỉnh, nhưng mà mức tăng lớn nhất đang xảy ra là ở Calgary. cuộc chiến đấu thầu mua nhà đang giảm bớt nhưng giá vẫn cao các nhà môi giới những người mua nhà tiềm năng đã cảm thấy mệt mỏi khi phải đối đầu với hàng chục đối thủ cạnh tranh để mua nhà đang bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn từ sự điên cuồng đã thấy trong hai năm qua các công ty môi giới ở toronto vancouver và montreal cho biết nhiều bất động sản đang nhận được ít ưu đãi hơn chỉ vài tháng trước khi tâm lý lo lắng của người mua vẫn đang thúc đẩy các cuộc chiến đấu thầu rầm rộ, nhưng mà việc giá đấu thầu chậm lại vẫn chưa dẫn đến việc giảm giá lớn. Hội đồng bất động sản ở khu vực Toronto vào đầu tuần này đã báo cáo số lượng bán trong tháng 4 trên thị trường đã giảm khoảng 41% so với cùng tháng năm ngoái và 27% so với tháng 3. Giá nhà trung bình là hơn 1,2 triệu đô la, giảm so với 1,3 triệu đô la vào tháng trước nhưng mà vẫn cao hơn khoảng 15% so với năm trước khi mà giá trung bình chỉ là hơn 1 triệu đô la. Vào tháng trước, doanh số bán nhà tại Montreal đã giảm 17% so với một năm trước đó, khiến cho đây là tháng kém sôi động nhất trên thị trường kể từ năm 2017. Bất chấp các thị trường suy giảm, người mua vẫn chưa được hưởng mức giảm giá. Giá trung bình cho các căn nhà dành cho một gia đình đã tăng 16% lên 580.000 đô la vào tháng 4 năm 2021 và thậm chí tăng so với tháng 3 của năm 2020 khi mà giá đạt tới 566.000 đô la. Giá trung bình của một căn hộ đã tăng lên 15% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 410.000 đô la hiện có sự thay đổi đó trong tâm lý, đặc biệt là khi một ngôi nhà được niêm yết và nó vẫn còn rao bán trên thị trường sau đó 3 tuần. Giờ đây, người mua ngày càng cố gắng thương lượng hợp lý để có được những bất động sản này, tại vì di chuyển với tốc độ như vũ bão trước đây. Tháng trước, Hội đồng Bất Động Sản của Greater Vancouver cho biết giá chuẩn tổng hợp của chỉ số giá nhà MLS cho tất cả các bất động sản nhà ở ở Metro Vancouver là 1 triệu 374.500 đô la, tăng 18,9% so với tháng 4 năm 2021 và tăng 1% so với tháng 3 năm nay. Các nhà môi giới khuyên mọi người bây giờ nên liệt kê những gì bạn muốn, những gì bạn sẵn sàng chấp nhận và đừng tính tới những cuộc chiến đấu thầu điên cuồng này. Sinh viên ở Vancouver được trả hàng trăm đô la để chờ trong hàng dài xếp hàng xin gia hạn hộ chiếu. Trong một chiếc áo khoác màu đen và áo khoác mùa đông, Rob Hoang ngồi trên vỉa hè ở trung tâm thành phố Vancouver vào một buổi sáng sớm trong tuần này và xem một video YouTube để giết thời gian và đã lặp lại công việc này nhiều lần trong nhiều tuần qua. Hoang và hàng chục người khác đang xếp hàng để đến kiosk hộ chiếu của Service Canada. Nhưng Hoang không phải làm việc này cho chính mình, Hoang là một phần của ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nhỏ, bao gồm chủ yếu là sinh viên và các chuyên gia thất nghiệp, cố gắng kiếm một số tiền mặt nhanh chóng bằng cách cắm trại qua đêm thay mặt cho khách hàng tại một trong năm trung tâm ở tỉnh BC sẽ cấp hộ chiếu trong vài ngày tới. Hoang và những người khác đã đăng quảng cáo dịch vụ xếp hàng dùm để gia hạn passport trên Kijiji, Craigslist và trên Facebook. Quảng cáo nói rằng trong tối đa 24 giờ, tôi sẽ xếp hàng để gia hạn hộ chiếu cho bạn. Tôi có thể gọi điện hoặc là nhắn tin cho bạn khi gần đến lượt bạn và tôi tính phí là 35 đô la một giờ và thêm 50 đô la cho mỗi đêm. Khi các hạn chế đi lại của Covid-19 giảm bớt, các chi nhánh của Service Canada đã phải đối mặt với làn sóng người dân tỉnh BC xếp hàng dài chờ đợi để cấp hộ chiếu mới hoặc là gia hạn hộ chiếu. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm nay, cơ quan liên bang cho biết họ đã phát hành hơn 910.000 hộ chiếu nhiều hơn so với năm trước. Hỏa hoạn ở Fenwick, Nova Scotia đã khiến hai người nhập viện và phá hủy một căn nhà. Hai người đã được đưa đến bệnh viện sau khi một vụ hỏa hoạn gây ra thiệt hại đáng kể cho một ngôi nhà ở Fenwick, Nova Scotia vào sáng thứ bảy. Ngay trước 7 giờ sáng, các thành viên của Amherst Fire đã phản ứng lại hiện trường nơi người ta tin rằng một số cư dân của ngôi nhà vẫn còn ở trong nhà. Khi đến nơi, đội cứu hỏa nói rằng tất cả bốn người đã được tìm thấy bên ngoài ngôi nhà. Hai trong số họ đã được vận chuyển đến bệnh viện gần Upper Napalm, Nova Scotia để điều trị vết thương. Đội cứu hỏa từ Spring Hill và Trumanville của Nova Scotia cũng đã có mặt tại hiện trường khi ngọn lửa tiếp tục bùng cháy. Xa lộ 2 gần Fenwick, Nova Scotia đã bị đóng cửa trong vài giờ nhưng đã mở cửa trở lại. Hiện công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy đang được tiến hành. Thưa quý vị, một trò chơi bí ẩn đang làm xáo động một thành phố ở tỉnh New Brunswick. Có ai đó đang giấu tiền mặt trên khắp nơi trong thành phố ở New Brunswick và cư dân đang rất yêu thích và tham gia ngày càng đông. Trò chơi bí ẩn này cho các cư dân tìm thấy các tờ 100 đô la và 50 đô la trên khắp thành phố Miramichi. Một bí ẩn kỳ lạ và rất thú vị đã bao trùm thành phố Miramichi của tỉnh New Brunswick, lôi kéo cư dân ra khỏi nhà cửa của họ và đi vào những khu rừng và cánh đồng, đôi khi là ban ngày, đôi khi trong đêm. Họ đang lần theo những manh mối khó hiểu được đăng trong một nhóm Facebook có tên là Miramichi Mystery Machine đang nổi lên trên các dấu vết. Những tờ 100 đô la và 50 đô la đã được giấu khắp thành phố phía bắc New Brunswick. Trò chơi bắt đầu cách đây 6 ngày khi nhóm Mystery Machine được thành lập và một manh mối duy nhất đã ghi rằng, ngày 1 tháng 5, 7 giờ tối, 100 đô la được giấu tại Ritchie Wharf. Hàng chục cư dân sau đó đã đổ về bến và số tiền được tìm thấy trong vòng vài giờ. Kể từ đó thì tác giả của trò chơi bí ẩn đã đăng một manh mối vào mỗi ngày và số lượng người tham gia đã lên đến hàng trăm người. Các manh mối ngày càng trở nên khó hiểu hơn, thường liên quan đến các video kỳ quái, bị bóp méo giọng hoặc là các bức ảnh về các cảnh trong một bộ phim kinh dị. Đôi khi thì người đăng bí ẩn đưa ra những bình luận gợi ý rằng anh ta hoặc là cô ta đang theo dõi những người thợ săn khi họ đang tìm kiếm tiền mặt ví dụ như những câu là áo sơ mi caro, bạn đi quá xa rồi, áo hoodie màu vàng ở trong sân bóng, Savannah, làm thế nào mà bạn trở nên thông minh như vậy? Và bản thân những người thợ săn ngày càng tham gia nhiều hơn. Nhóm Facebook này ban đầu chỉ có một số thành viên và hôm nay đã có hơn 700 người vào tối thứ sáu với con số tăng lên từng giờ. Không ai chắc ai đứng sau vụ trò chơi giấu tiền này nhưng hầu như mọi người đều bị mê hoặc bởi nó. Tim Sutton đã tham gia trò chơi ngay từ đầu và nói rằng nó đã gây ra một tiếng vang đáng kinh ngạc đối với cư dân của thành phố. Đây là tuần thú vị nhất ở Miramichi trong một thời gian dài, Thao Sutton đã kể với CBC News. Tôi vẫn còn hào hứng với trận đấu hôm nay và không thể ngồi yên. Sutton cho biết anh chưa tìm thấy bất kỳ khoản tiền mặt nào, nhưng nói rằng Thực sự trải nghiệm về sự liên kết cộng đồng và sự hồi hộp của cuộc rượt đuổi là cái mà lôi cuốn anh. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo và để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video đến cho nhiều người xem nếu quý vị thấy thông tin là hữu ích. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Cập nhật diễn biến tình hình giao tranh tại Ukraine. Những người dân thường đã được rời khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol. Tổ chức y tế thế giới thu thập bằng chứng cho cuộc điều tra tội ác chiến tranh chống lại Nga. Trao thưởng 20.000 đô la Mỹ cho thông tin về con cá heo bị mắc cạn đã bị tấn công đến chết trên bãi biển ở bang Texas. Thực đơn Michelin với món được gọi là viên ngọc ẩm thực của Pháp đã bị hỗn loạn khi Pháp đang đối mặt với khủng hoảng gan ngỗng. Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi khôi phục lệnh cấm đối với lông thú và gan ngỗng. Câu lạc bộ bóng đá Chelsea được bán với giá 5,2 tỷ đô la. Trung Quốc sẽ cấm trẻ vị thành niên xem livestream sau 10 giờ tối. Người leo núi người áo được tìm thấy đã chết trên sườn đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ. Khoa học về não bộ cho thấy sự khó chịu của thanh thiếu niên trong quá trình phát triển là bình thường. Tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam du ngoạn bờ biển phía Nam giáo sư gốc Việt Jonathan Van Tam của Vương quốc Anh nói rằng không loại trừ khả năng có biến chủng COVID-19 mà né được miễn dịch. Chiếc áo thi đấu của huyền thoại bóng đá Maradona được bán với giá kỷ lục 9,3 triệu đô la Mỹ. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác, sau đây là bản tin chi tiết. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Chiến tranh Ukraine, dân thường đã rời khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol tất cả người già, phụ nữ và trẻ em đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol, Ukraine và Nga đã thông báo. Hoạt động bắt đầu cách đây một tuần do Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp nhưng chưa xác nhận tin tức. Các lực lượng Ukraine đang cầm cự tại nhà máy bị đánh bom nặng nề là nơi cuối cùng của thành phố không nằm trong sự kiểm soát của Nga. Nga đã bao vây nhà máy trong nhiều tuần và yêu cầu các quân sĩ bảo vệ nơi đây hãy đầu hàng từ tiểu đoàn Azov. Hiện nay chưa rõ tung tích của những người di tản nhưng mà phó thủ tướng Ukraine cho biết các hoạt động nhân đạo đã hoàn tất. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hơn 300 thường dân đã được giải cứu khỏi nhà máy, mặc dù bộ quốc phòng Nga đưa ra con số thấp hơn nhiều và nói rằng 51 người đã được di tản trong khoảng thời gian 3 ngày. Ông Zelensky cho biết các nỗ lực ngoại giao đang tiếp tục để đưa ra các quân nhân ra khỏi Mariupol. Các lực lượng Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng gia tăng các cuộc tấn công của Nga vào cuối tuần này khi mà Nga có kế hoạch kỷ niệm ngày chiến thắng, ngày kỷ niệm Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai lực lượng Nga đã bắn tên lửa hành trình vào thành phố Odessa và bắn phá các khu vực khác, nhưng mà quân đội Ukraine đã kháng cự mạnh mẽ ở các khu vực trọng yếu. Lực lượng Ukraine phản công mạnh mẽ gần Kharkiv. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết, trong một đánh giá được công bố hôm thứ Sáu, các lực lượng Ukraine đã và đang đạt được thành tích chống lại lực lượng Nga và có thể đẩy họ ra khỏi tầm bắn của pháo binh Kharkiv trong những ngày tới. Báo cáo cho biết, quân đội Ukraine đã triển khai từ các cuộc phản công cục bộ chống lại lực lượng Nga sau một cuộc phản công rộng lớn hơn, và điều đó đã dẫn tới việc giành được lợi thế về phía Bắc và phía Đông của Kharkiv, thành phố 1,4 triệu dân cách biên giới Nga khoảng 26 dặm. Thống đốc báo cáo thêm các cuộc pháo kích ở Kharkiv. Thống đốc khu vực cho biết thêm nhiều đợt pháo kích khác đã tấn công vào khu vực Kharkiv, phần đông bắc của Ukraine giá với Nga. Thị trưởng Sinekubov cho biết sáng ngày thứ Bảy, trong một bài đăng trên Instagram, đã có 3 vụ nổ trong 24 giờ qua, trong đó có một vụ nổ đánh vào mái của một bảo tàng dành riêng cho các tác phẩm của Raihori Skovoroda, một nhà triết học khó sát sinh cách đây 300 năm. Đại nhất phu nhân Joe Biden đã tới thăm một trường học ở Romania vào sáng thứ Bảy, nơi mà những trẻ em Ukraine chạy khỏi chiến tranh cùng với gia đình và cố gắng tiếp tục đi học, gần 7.000 dân thường đã thiệt mạng hoặc là bị thương kể từ cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2. Theo văn phòng của cao quỹ Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã ghi nhận có 6.802 thương vong dân sự, trong đó có 3.309 người thiệt mạng và 3.493 người bị thương tính đến ngày thứ Năm. Và văn phòng cho biết số liệu thực tế còn cao hơn đáng kể vì báo cáo đã bị trì hoãn. WHO thu thập bằng chứng cho cuộc điều tra tội ác chiến tranh chống lại Nga. Tại Kiev hôm thứ Bảy, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết họ đang thu thập bằng chứng cho một cuộc điều tra tội ác chiến tranh có thể xảy ra đối với các vụ tấn công mà Nga đã thực hiện vào các cơ sở y tế ở Ukraine. Ông Mike Ryan là giám đốc của chương trình khẩn cấp y tế của WHO trong chuyến thăm không báo trước cùng với tổng giám đốc WHO nói trong một họp báo rằng trách nhiệm rõ ràng của các bên tham chiến là tấn công vào các cơ sở y tế. Tuy nhiên, WHO đã ghi nhận có 200 cuộc tấn công vào các bệnh viện và phòng khám ở Ukraine. Ông Brian cho biết 200 trường hợp này không đại diện cho tổng số các vụ tấn công vào các cơ sở y tế của Ukraine. Chúng chỉ là những trường hợp mà WHO đã xác minh. Thủ đô Kiev cho biết đã có khoảng 400 cuộc tấn công như vậy kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tổng thống Zelensky hôm thứ Năm cũng cho biết quân đội Nga đã phá hủy hoặc là làm hư hại gần 400 cơ sở y tế ở Ukraine. Vào ngày thứ Ba tuần sau, thì các quốc gia thành viên của WHO sẽ xem xét một nghị quyết chống lại Nga, bao gồm việc có thể đóng cửa một văn phòng khu vực lớn ở Moscow. trao thưởng 20.000 đô la Mỹ cho thông tin về con cá heo mắc cạn bị tấn công đến chết trên bãi biển ở bang Texas, Hoa Kỳ. Một cơ quan liên bang đang trao thưởng lên tới 20.000 đô la Mỹ cho thông tin về những người đi biển đã tấn công và cố gắng cưỡi lên lưng một con cá heo đã chết sau khi nó đã bị dạt vào bờ biển ở bang Texas vào tháng trước. Theo một bài đăng trên Facebook từ mạng lưới động vật có vú trên biển Texas, Nói rằng con cá heo ốm yếu này đã dạt vào bờ biển ở thị trấn Quintana vào ngày 10 tháng 4, những người đi biển sau đó đã tấn công nó bằng cách cố gắng bơi cùng con vật và đẩy nó trở lại biển. Theo giám đốc điều hành Heidi Whitehead của mạng lưới động vật, nói với Washington Post rằng tổ chức này đã nhận được cuộc gọi khoảng 20 phút trước khi con cá heo chết một nhân viên cũng đã yêu cầu người thực hiện cuộc gọi nói với đám đông đưa nó vào bờ, nhưng những người đi biển đã không nghe theo. Thay vào đó, họ đã tụ tập quanh con cá heo và đặt con cái của họ lên trên lưng con vật. Như thể là những đứa trẻ này đang cưỡi nó. Tổ chức mạng lưới động vật đã vớt được con cá heo đã chết và thông báo cho Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia. Văn phòng thực thi pháp luật của cơ quan này cho biết, cuộc mẫu xác của con cá heo cho thấy nó đã chết đuối. Cơ quan này đang sử dụng các video được quay lại trong vụ việc để giúp xác định các cá nhân. Hiện tại thì họ đang trao thưởng 20.000 đô la Mỹ cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc xác định thành công, bắt giữ, truy tố và hoặc kết án những người có trách nhiệm. Thực đơn Michelin với món được gọi là viên ngọc ẩm thực của Pháp bị hỗn loạn khi Pháp đang đối mặt với khủng hoảng gan ngỗng. Món foie gras, viên ngọc ẩm thực của Pháp, là một mặt hàng chủ yếu của các nhà hàng cao cấp trên khắp đất nước. Nhưng bây giờ nó đã biến mất khỏi thực đơn trong một cuộc khủng hoảng chưa từng có, đã chứng kiến một số nhà sản xuất bắt đầu cân nhắc giảm khẩu phần. Trọng tâm của vấn đề là dịch cúm gia cầm đã hoành hành khắp đất nước và cả châu Âu trong nhiều tháng. Nó vốn đã tàn phá ngành chăn nuôi gia cầm của đất nước nhưng giờ đây nó đang đe dọa một trong những pháo đài vĩ đại nhất của đất nước đó là các nhà hàng được trao ngôi sao michelin foie gras không còn xa lạ với các cuộc khủng hoảng cách sản xuất truyền thống của nó liên quan đến việc ép ăn ngang và vịt từ lâu đã thu hút sự lên án từ các nhà vận động quyền động vật những người này đã thành công trong việc cấm các phương pháp như vậy ở những nơi khác tuy nhiên trong khi sự thèm muốn của người Pháp đối với món ăn ngon hầu như không bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về sự tàn ác của động vật. Một mối đe dọa khác đối với phúc lợi gia cầm hiện đang hạn chế tiêu thụ. Bộ Nông nghiệp Pháp xác nhận rằng, nước này đã phải giết 16 triệu con gia cầm kể từ khi đợt dịch bắt đầu vào tháng 11 năm 2021 để cố gắng kiểm soát dịch bệnh. Marie Pierre Pay, Giám đốc Ủy ban chuyên môn liên ngành về các nhà sản xuất gan ngỗng của Pháp cho biết, con số này là chưa từng có đối với Pháp, vốn chưa bao giờ phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng quy mô như vậy. Sản lượng gan ngỗng ở Pháp dự kiến sẽ giảm tới 50% trong năm nay do dịch bệnh ảnh hưởng đến 80% các nhà sản xuất gan ngỗng ở nước này. Là một người kỳ cựu trong ngành gan ngỗng, với 35 năm kinh nghiệm, Giám đốc P không lạ gì về bệnh cúm da cầm Giống như các đợt bùng phát theo mùa trong thế giới loài người, cúm gia cầm tấn công châu Âu hầu như hàng năm khi các loài chim di cư đến và rời khỏi châu Phi. Năm nay thì dịch bệnh bùng phát vào mùa xuân và lan đến vùng Père-de-la-Loire ở phía Tây và vùng lãnh thổ Pericor ở phía Tây Nam là hai khu vực sản xuất gia cầm quan trọng ở Pháp. Theo P, chỉ riêng P de la đã đại diện cho 72% số vịt và ngỗng được ấp trong ngành công nghiệp gan ngỗng của Pháp các nước sản xuất gan ngỗng lớn khác ở châu Âu cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tương tự, khó có thể bù đắp sự thiếu hụt thông qua nhập khẩu. Hai ứng cử viên vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng nhưng chúng sẽ không có sẵn sớm nhất cho đến năm 2023. Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi khôi phục lệnh cấm đối với lông thú và gan ngỗng hàng chục tổ chức từ thiện động vật hàng đầu của vương quốc anh đã viết thư cho thủ tướng boris johnson yêu cầu ông đưa ra bài phát biểu của nữ hoàng lời hứa trước đó về việc cấm nhập khẩu chiến lợi phẩm săn bắn lông thú gan ngỗng và vây cá mập các biện pháp này nằm trong dự luật về động vật ở nước ngoài mà chính phủ đã bãi bỏ vào đầu năm nay trong một sự thay đổi đáng kể trước sự tức giận của các nhà vận động những người này đã dành nhiều năm đấu tranh cho những thay đổi Dự luật cũng bao gồm lệnh cống quảng cáo các hoạt động du lịch tàn bạo ở nước ngoài, chẳng hạn như là cưỡi voi và các địa điểm giải trí cho voi. Người đứng đầu 38 tổ chức đã hợp lực để hỗ trợ bức thư, bao gồm các tổ chức RSPCA, tổ chức sinh ra tự do, PETA, bảo vệ động vật thế giới, phúc lợi ngựa thế giới, lòng nhân ái trong nuôi trồng thế giới và tổ chức bảo tồn cá voi và cá heo hàng năm thì những người thợ săn từ vương quốc anh đi ra nước ngoài thường đến miền nam châu phi và trả hàng ngàn bản anh để bắn các loài động vật một cách hợp pháp chẳng hạn như là sư tử voi và thậm chí là khỉ đầu chó họ được phép mang trở lại các bộ phận cơ thể như là đầu chân và sừng trong một cuộc buôn bán rùng rợn mà các nhà phê bình cho rằng đang khiến các quần thể động vật hoang dã đến mức tuyệt chủng hơn 200.000 người đã ký vào một bản kiến nghị do người dẫn chương trình truyền hình là Chris Parkham bắt đầu kêu gọi chính phủ giữ nguyên cam kết. Cấm thịt thú và gan ngỗng, trong khi một bản kiến nghị chiến dịch riêng biệt nhằm chấm dứt nhập khẩu lông thú đã thu nhập được hơn một triệu chữ ký. Dự luật Cap Animals, cấm xuất khẩu sống, nuôi nhốt động vật, linh trưởng, làm thú cưng và giải quyết nạn buôn lậu chó con đã bị hoãn lại trong kỳ hợp quốc hội vừa qua và sẽ tiếp tục được thông qua thành luật thông qua một kiến nghị tiếp theo. Người leo núi người áo được tìm thấy đã chết trên xương núi cao nhất ở Bắc Mỹ. Cơ quan chức năng cho biết thi thể của nhà leo núi người áo cách đây một tuần đã được tìm thấy trên sườn núi Denali của Alaska. Cơ quan công viên quốc gia cho biết một cuộc tìm kiếm trên không đã phát hiện thi thể của Matthias Remo ở khu vực ngã xuống bên dưới đèo Denali. Thi thể của anh vẫn chưa được tìm thấy vì các nhà chức trách sẽ dựa vào một đội tuần tra kiểm lâm thích nghi với độ cao để tạo điều kiện cho nỗ lực. Người đàn ông 35 tuổi này chỉ có một mình và là người leo núi đăng ký đầu tiên trong mùa giải này và cố gắng leo lên đỉnh cao 20.310 phút cao nhất ở Bắc Mỹ. Remo là một hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp từ Tyrol, Áo, bắt đầu chuyến leo núi vào ngày 27 tháng 4 từ Kahuna Base Camp cao 7.200 phút. Các quan chức cho biết, cuộc điện thoại cuối cùng được biết là vào ngày 30 tháng 4 khi mà anh đang ở độ cao khoảng 1.800 feet ở West Buttress of Denali. Và các quan chức cho biết, ông ấy nói rằng ông ấy mệt nhưng mà ông ấy không gặp nạn. câu lạc bộ bóng đá Chelsea được bán với giá 5,2 tỷ đô la. Câu lạc bộ bóng đá Chelsea đã xác nhận rằng các điều khoản đã được thỏa thuận với một tập đoàn do Todd Bowley, chủ sở hữu của Los Angeles Dodgers, đứng đầu và được Clear Lake Capital hậu thuẫn về việc mua lại đội bóng giải ngoại hạng Anh. Chelsea cho biết các chủ sở hữu mới sẽ trả 2,5 tỷ đô la để mua cổ phần trong khi cam kết đầu tư thêm 1,75 tỷ bảng Anh vào sân vận động, đội nữ, học viện và quỹ Chelsea. Tuyên bố xác nhận tất cả số tiền thu được sẽ được chuyển vào một tài khoản ngân hàng đã được phong tỏa của Vương quốc Anh và ông chủ người Nga Roman Abramovich, người hiện đang bị chính phủ Anh trừng phạt, sẽ quyên góp tất cả số tiền thu được cho các hoạt động từ thiện thông báo được đưa ra khi giấy phép hoạt động hiện tại của câu lạc bộ chỉ còn hơn 3 tuần và sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 5. Abramovich đã rao bán câu lạc bộ vào đầu tháng 3 sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Ông đã dọn đường cho việc tiếp quản vào ngày thứ năm sau khi các bác bỏ các báo cáo rằng ông muốn hoàn trả một khoản vay cho câu lạc bộ trị giá 1,5 tỷ bảng Anh. Trung Quốc sẽ cấm trẻ em vị thành niên xem livestream sau 10 giờ tối. Cơ quan quản lý phát thanh truyền hình của Trung Quốc vào ngày thứ Bảy đã đưa ra các quy định mới cấm trẻ em vị thành niên 16 tuổi xem nội dung phát trực tiếp sau 10 giờ tối nhằm gián đòn mạnh vào lĩnh vực đang bùng nổ. Thị trường phát trực tiếp khổng lồ ở Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng. Hiện tượng bán hàng trực tuyến theo thời gian thực còn được gọi là thương mại trực tiếp hoặc là thương mại điện tử phát trực tiếp đã bùng nổ ở Trung Quốc sau khi đại dịch coronavirus bùng nổ vào năm 2020. Các nền tảng phát trực tiếp như vậy đã khiến cho các trẻ vị thành niên say mê các hành vi qua như vậy, khiến cho sức khỏe thể chất và tinh thần bị tổn hại nghiêm trọng. Căn nền tảng như vậy bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng thông qua video trực tiếp có thể kéo dài hàng giờ và họ bao gồm những gã khổng lồ công nghệ như là thị trường Taobao của Alibaba, Kuaishou, Pinduoduo và Bytedance của Douyin. Năm ngoái, một số công ty đã báo cáo sự bùng nổ trong hoạt động phát trực tiếp. nghi phạm đã nổ súng trên tàu điện ngầm ở Brooklyn, New York, bị đại bồi thẩm đoàn truy tố về tội khủng bố. Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố một người đàn ông bị tình nghi là đã bắn lên một tàu điện ngầm của thành phố New York vào tháng trước. Một vụ tấn công khiến 10 người bị thương và làm rung chuyển một thành phố vốn đang gia tăng tội phạm bạo lực. Ban hội thẩm mới đây đã buộc tội Frank James, 62 tuổi, đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố hoặc là bạo lực khác chống lại hệ thống giao thông công cộng và xả súng trong một vụ phạm tội bạo lực. Cả hai tội danh đều chịu mức án tối đa là chung thân. Số vũ khí có mức án tối thiểu bắt buộc là 10 năm. James bị bắt vào ngày 13 tháng 4, khoảng 30 giờ sau khi các nhà chức trách cho biết. Ông ta lái xe từ Philadelphia và phóng bơm khói và hàng chục viên đạn vào một đoàn tàu chở đầy hành khách buổi sáng khi nó đang đến gần một nhà ga ở Brooklyn. Các nạn nhân của vụ xả súng có độ tuổi từ 16 đến 60. Tất cả đều được tin rằng sẽ sống sót. Ông James bị bỏ tù mà không được tại ngoại. Theo văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho quận phía đông của New York, một cuộc dàn xếp vẫn chưa được lên lịch. Một luật sư đại diện cho James vào thời điểm bị bắt đã cảnh báo rằng đừng vội phán xét và lưu ý rằng ông James đã báo cho cảnh sát chính nơi ở của ông ta James đã bị bắt tại làng phía đông của manhattan sau khi ông ta gọi một đường dây cung cấp thông tin cho cảnh sát nói rằng ông ta đang ở một nhà hàng thức ăn nhanh ở khu vực đó của thành phố động cơ của vụ tấn công là không rõ ràng trong rất nhiều lời chỉ trích mà ông ấy đăng trên youtube James, người da đen, đã đưa ra những nhận xét cố chấp về những người thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau và chống lại thị trưởng New York Eric Adams. Và phàn nàn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần mà ông ấy đã nhận được ở thành phố nhiều năm trước. khoa học về não bộ cho thấy sự khó chịu của thanh thiếu niên trong quá trình phát triển là bình thường khi nhiều bà mẹ có con nhỏ được kỷ niệm bằng những tấm thiệp tự làm và những nụ hôn dính chặt vào ngày của mẹ các bà mẹ có con ở tuổi vị thành niên có thể tự hỏi tại sao con họ lại có vẻ cáo kỉnh vì sự hiện diện của họ catherine henderson nhà tâm lý học lâm sàng ở thành phố thủ đô ottawa và các chuyên gia khác nói rằng nếu điều này xảy ra trong nhà bạn, đó là điều bình thường và thậm chí có thể là dấu hiệu của mối quan hệ mẹ con lành mạnh. Khoa học về sự phát triển não bộ của thanh thiếu niên cũng giải thích điều đó. Mặc dù từ lâu người ta đã biết rằng não bộ của thanh thiếu niên có hệ thống dây khác với của trẻ nhỏ hoặc là người lớn, một nghiên cứu mang tính bước ngoặt được công bố vào tháng trước đã vạch ra sự phát triển của não trong suốt thời gian tồn tại và chỉ ra các mốc phát triển thần kinh trong những năm thiếu niên. Jacob Seidlitz là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Bệnh viện Nhi Philadelphia và Đại học Pennsylvania cho biết về mặt định lượng, vẫn chưa rõ bộ não con người lớn đến mức nào và nó thay đổi như thế nào trong dân số. Dựa trên hơn 120.000 bản quét MRI và rút ra từ hơn 100 nghiên cứu và đại diện cho hơn 100.000 người, từ trước khi sinh đến 100 tuổi. Các nhà nghiên cứu đã lập bản đồ về sự phát triển não bộ của con người trong suốt thời gian tồn tại. Nghiên cứu chỉ ra rằng, những năm thiếu niên là một điểm độc đáo trong sự phát triển của não bộ, cũng giống như chúng là khoảng thời gian duy nhất trong sự phát triển về thể chất, xã hội và tình cảm. Theo cách tương tự như cân nặng, chiều cao và chu vi vòng đầu của một đứa trẻ có thể được lập bản đồ qua các độ tuổi thì giờ đây cấu trúc não cũng có thể như vậy. Bộ não bắt đầu phát triển trong tử cung có kích thước bằng gần một nửa khi mới sinh và đạt kích thước tối đa vào giữa tuổi dậy thì, sau đó thì nó giảm dần kích thước trong phần còn lại của vòng đời. Khi não phát triển, các cấu trúc và khu vực khác nhau trưởng thành với tốc độ khác nhau. Nghiên cứu chỉ ra rằng chất xám dưới vỏ hoặc sâu một khu vực có nhiều vai trò bao gồm kiểm soát cảm xúc đạt kích thước cực đại ở giữa tuổi vị thành niên. Trong khi đó thì lượng chất xám trong não đạt đỉnh trước đó, vào những năm đầu học sinh và giảm dần ở tuổi vị thành niên, trong khi lượng chất trắng hoặc kết nối giữa các tế bào não tiếp tục gia tăng cho đến khi đạt đỉnh sau 28 năm. Những mô hình phát triển não bộ này cũng giúp giải thích cách thanh thiếu niên phản ứng với các nhiệm vụ chính của tuổi vị thành niên. Thanh thiếu niên chuyển từ tư duy cụ thể hơn sang tư duy trừu tượng và học cách giải quyết vấn đề theo những cách phức tạp hơn. Họ đang tách rời hình thức cha mẹ của họ và hình thành bản sắc riêng của họ. Tiến sĩ Aline Tulani, bác sĩ nhi khoa y học vị thành niên tại Bệnh viện Trẻ Em Bị ốm ở Toronto cho biết, thanh thiếu niên gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc. Nếu cha mẹ có thể tiếp tục kiên nhẫn với con trẻ ở độ tuổi thiếu niên, khi não bộ chúng đang trưởng thành thì ở độ tuổi 20 và 30, các giá trị và hành vi của họ thường trông rất giống với cha mẹ của họ, mặc dù họ có thể không giống như vậy khi ở tuổi vị thành niên. Một điểm rút ra từ nghiên cứu lập bản đồ não là đối với hầu hết thanh thiếu niên, não của họ sẽ tiếp tục trưởng thành theo cách có thể dự đoán được khi họ bước vào tuổi trưởng thành. Lời khuyên của nhà tâm lý học Henderson dành cho các bậc cha mẹ đó là hãy đợi ở đó và đeo tai nghe khử tiếng ồn. Đảo mắt không phải là dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng. Điều đó thể hiện sự an toàn trong mối quan hệ để chúng có thể thể hiện sự không đồng ý. Dùng thuốc ibuprofen với các loại thuốc cao huyết áp thông thường có thể làm tổn thương thận. Theo một nghiên cứu mới, dùng ibuprofen với một số loại thuốc cao huyết áp thông thường có thể dẫn đến tổn thương thận vĩnh viễn. Thuốc lợi tiểu và thuốc ức chế hệ thống renin angiotensin RAS được kê đơn rộng rãi cùng nhau để điều trị huyết áp cao còn được gọi là tăng huyết áp. Thông qua một cuộc thử nghiệm thuốc mô phỏng trên máy tính, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc dùng những loại thuốc này cùng với ibuprofen sẽ làm tăng 31% nguy cơ tổn thương hoặc là suy thận đột ngột. Ibuprofen thường được sử dụng để điều trị đau, sốt và viêm và được bán dưới các thương hiệu như là Advil và Motrin. Các chất ức chế RAS nhằm vào hệ thống hormone điều chỉnh những thứ như là huyết áp, cân bằng chất lỏng và điện giải. Anita Layton là giáo sư toán học ứng dụng tại Đại học Waterloo ở tỉnh Ontario và là đồng tác giả của nghiên cứu này cho biết. Không phải tất cả những ai tình cờ dùng sự kết hợp của loại thuốc này đều sẽ gặp vấn đề. Nghiên cứu cho thấy đây là một vấn đề đủ mà bạn nên thận trọng. Bà Lê Tinh nói, thuốc lợi tiểu là một nhóm thuốc làm cho cơ thể giữ ít nước hơn. Mất nước là một yếu tố chính gây ra chấn thương thận cấp tính và sau đó chất ức chế RAS và ibuprofen sẽ tấn công thận với bộ ba này. Nếu bạn sử dụng các loại thuốc tăng huyết áp này và cần thuốc giảm đau, hãy xem xét acetaminophen để thay thế. Acetaminophen còn được gọi là paracetamol và được bán dưới tên thương hiệu như là Tylenol. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí toán học Mathematical Biosciences. Tài xế nhận tội trong một vụ đâm xe giết chết cha của Nicki Minaj sẽ ngồi tù một năm hoặc là ít hơn. Một tài xế chạy xe đã nhận tội hôm thứ Sáu trong một vụ tai nạn ở ngoại ô của New York khiến cho cha của Nicki Minaj thiệt mạng và có thể bị xử phạt một năm tù hoặc là ít hơn khiến cho các công tố viên và mẹ của ngôi sao hip hop thất vọng. Tại tòa án bang Long Island, Nassau County, doanh nhân Charles Polovitz thua nhận đã rời khỏi hiện trường của vụ tai nạn vào tháng 2 năm 2021, khiến cho Robert Marage bị thương nặng khi đi dọc một con đường ở Mineola. Polovic ban đầu ra khỏi xe và nhìn người đàn ông bị thương trên mặt đất, nhưng sau đó lái xe đi, không gọi 911. Gác lại xe và phủ một tấm bạc. Nhà chức trách cho biết Polovic đã nhận tội giả mạo bằng chứng bằng cách che giấu chiếc xe. Morat, 46 tuổi, được đưa đến bệnh viện địa phương trong một tình trạng nguy kịch và được tuyên bố là đã chết vào ngày hôm sau. Thẩm phán Howard Storm cho biết, Polovic sẽ bị không quá một năm tù cùng với dịch vụ cộng đồng và giấy phép bị đình chỉ. Người đàn ông 71 tuổi này sẽ bị kết án vào ngày 3 tháng 8. Tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam du ngoạn bờ biển phía Nam Một chiếc thuyền cao tốc 4 tầng dài 77,46 m rộng 11 m đã được hạ thủy trên tuyến đường Vũng Tàu, Côn Đảo, ngoài khơi bờ biển phía Nam của Việt Nam con thuyền Thăng Long đã được hạ thủy hôm thứ Sáu tại thành phố Cảng phía Bắc Hải Phòng, nơi nó được đóng trước khi đi vào phía Nam để phục vụ hành khách ở đó. Là tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, nó có sức chứa tối đa là 1.017 hành khách trên 3 tầng, một nhà ăn phục vụ hành khách trên tầng cao nhất. Con tàu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Vũng Tàu, một thị trấn biển giáp ranh với thành phố Sài Gòn và Cung Đảo, một hòn đảo du lịch nổi tiếng ngoài tỉnh từ 210 đến 240 phút xuống chỉ còn 180 phút. Chi phí gần 200 tỷ đồng, tức là 8,72 triệu đô la Mỹ, được xây dựng bởi công ty 189 One Member Co. thuộc Bộ Quốc phòng và do công ty CP Phú Quốc Express đầu tư. Thuyền được làm bằng hợp kim nhôm nhập khẩu từ Ý. Nó được trang bị động cơ Rolls-Royce MTU 11.580 mã lực, tức là 8.635 kW. Giáo sư gốc Việt Jonathan Van Tham của Vương quốc Anh nói rằng không loại trừ khả năng có biến chủng COVID-19 mà né được miễn dịch. Sơ Jonathan Van Tham, giáo sư và là cựu phó giám đốc y tế nước Anh, nói lãnh đạo các nước cần có sự chuẩn bị đối phó với những đại dịch vượt xa hơn là dịch cúm, hoặc là dịch do các virus đường hô hấp gây ra. Với cương vị chủ tịch danh dự của Hội Trí thức Việt Nam VIS tại Vương quốc Anh và CH Ireland, vị giáo sư gốc Việt có bài giảng mở đầu hôm 6 tháng 5 tại Đại học London để chia sẻ những kinh nghiệm và bài học về cách lãnh đạo trong đại dịch Covid-19. Ông cũng nói với BBC rằng các chuyên gia y tế Anh thường xuyên lo lắng về sự xuất hiện của các biến chủng Covid-19 mới và không thể loại trừ khả năng một thời điểm nào đó sẽ có biến chủng né được khả năng miễn dịch nhờ vaccine. Giáo sư Jonathan Van Tam, người được báo The Times gọi là người anh hùng bất ngờ trong đại dịch, giữ cương vị phó giám đốc y tế của Anh từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 3 năm 2022. Là một chuyên gia y tế chuyên về bệnh cúm mùa, ông hiện là trợ lý hiệu trưởng khoa y dược tại Đại học Nottingham với những cống hiến của mình trong đại dịch COVID-19, giáo sư Jonathan Van Tham đã trở nên nổi tiếng và rất có uy tín với người Anh hai năm qua. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, bản tin COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam ngày 7 tháng 5 cho biết Việt Nam có thêm 3.345 ca mắc mới và không có ca tử vong mới nào. Hà Nội ghi nhận có 630 ca mắc mới, Sài Gòn thì số ca mắc mới là 39 người, các địa phương khác có số ca mắc cao là Vĩnh Phúc 222 người, Phú Thọ 179 người, Bắc Ninh 153 người, Tuyên Quang có 148 người, Nghệ An có 143 người, Bắc Giang 136 người, Quảng Ninh có 121 người. Và Yên Bái ghi nhận có 105 người. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận có 10.673.915 ca nhiễm và 43.055 ca tử vong. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 473 người. Xin chúc tất cả quý vị có một ngày lễ Mother's Day, ngày của mẹ thật là ấm áp và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Xin chúc tất cả những bà mẹ luôn được mạnh khỏe, bình an và an lạc trong cuộc sống. Chào mừng quý vị đến với bản tin giải trí ngày 8 tháng 5 Bản tin hôm nay bao gồm các thông tin chính như sau Chiếc áo thi đấu của huyền thoại bóng đá Maradona được bán với giá kỷ lục 9,3 triệu USD Hình ảnh động Baby Dancing được lan truyền đầu tiên trên Internet đã có diện mạo mới Vợ chồng hoàng tử Harry bị cấm đứng trên ban công cung điện trong đại lễ bạch kim của nữ hoàng Anh Người Cuba trồng và khôi phục rạn san hô ốm yếu với ngân sách eo hẹp. Chiếc ba lô hình mèo gây bão Twitter Nhật Bản vì trông giống một con mèo thật. Đến với chuyên mục điểm phim của tuần này, mời quý vị theo dõi bộ phim Mommy. Chiếc áo thi đấu của huyền thoại bóng đá Maradona được bán với giá kỷ lục 9,3 triệu đô la Mỹ. Chiếc áo thi đấu mà huyền thoại bóng đá Diego Maradona đã mặc trong trận đấu với đội tuyển Anh tại World Cup 1986 đã được bán với giá gần 9,3 triệu đô la Mỹ trong một cuộc đấu giá trực tuyến, phá vỡ kỷ lục cho một món đồ lưu niệm thể thao. Theo nhà đấu giá Sotheby's cho biết, chiếc áo đấu màu xanh đã được bán cho một người mua dấu tên với giá tổng cộng là 7.142.500 bảng Anh, tương ứng với 9.284.000. 536 đô la Mỹ. Trước đó, nó thuộc quyền sở hữu của cựu tiền vệ người Anh Steve Holmes, người đã đổi áo với Maradona sau chiến thắng 2-1 của Argentina trong trận tứ kết World Cup 1986. Trong trận đấu, Holmes đã vô tình phá bóng lên không trung và để cho Maradona ghi bàn thắng khét tiếng, được gọi là bàn tay của chúa. Vài phút sau đó, huyền thoại người Argentina đã ghi thêm bàn thắng thứ hai và thường được gọi là bàn thắng của thế kỷ Kết thúc trận đấu, đội tuyển Argentina đã chiến thắng đội tuyển Anh và sau đó là vô địch World Cup 1986 sau khi thắng đội tuyển Tây Đức ở trận chung kết với tỷ số là 3-2. Theo Ram Water, trưởng bộ phận Streetwear, phong cách đường phố và Modern Collectibles, đồ sưu tầm hiện đại của Sotheby's cho biết, chiếc áo lịch sử này là một lời nhắc nhở hữu hình về một thời điểm quan trọng, không chỉ trong lịch sử thể thao mà còn trong lịch sử của thế kỷ 20. hình ảnh động Baby Dancing được lan truyền đầu tiên trên Internet sẽ có diện mạo mới. Nếu sinh ra vào thời điểm từ năm 1990 trở về trước, chắc chắn bạn sẽ còn nhớ đến Dancing Baby. Hình ảnh đồ họa 3D của một em bé quấn tả và nhảy múa xoay vòng. Với khuôn mặt hóm hỉnh cùng điệu nhảy kỳ lạ, Dancing Baby đã trở thành một trong những hiện tượng lan truyền sớm nhất trên Internet. Thật khó để giải thích tại sao bất kỳ hình ảnh cụ thể nào cũng được lan truyền mạnh mẽ và Dancing Baby, được công nhận là hình ảnh hài hước và trở thành hiện tượng truyền thông đầu tiên trên internet, cũng không phải là ngoại lệ. Dancing Baby bắt đầu được lan truyền thông qua các chuỗi email được chuyển tiếp vào năm 1996, trước khi nó chính thức xuất hiện trên các nền tảng tin tức lớn trên khắp Hoa Kỳ. Trải qua nhiều năm, hình ảnh của Dancing Baby đã trở thành biểu tượng của những năm 90 và huyền thoại về Internet thuở ban đầu. Để kỷ niệm hành trình trưởng thành của em bé này, những người sáng tạo ban đầu cũng định dạng hình ảnh động này sẽ cộng tác với nhóm sáng tạo XFA Studio có trụ sở tại Venia để cho ra mắt phiên bản năm 2022 dưới dạng NFT, tài sản không thể thay thế, một loại tài sản số hiện diện trên một số chuỗi blockchain phiên bản Dancing Baby mới sẽ được tạo ra dưới hình ảnh chân thực hơn so với bản gốc, với tông màu được tăng cường, chất lượng hình ảnh sắc nét hơn và đồng thời trông có phần đầy đặn hơn. Dự kiến, phiên bản mới nhất của Dancing Baby sẽ được ra mắt vào tuần sau. Vợ chồng hoàng tử Harry bị cấm đứng trên ban công cung điện trong đại lễ bạch kim của nữ hoàng Anh trong lễ kỷ niệm bạch kim của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị diễn ra vào tháng tới, hoàng tử Harry cùng vợ là Meghan Markle sẽ không nằm trong số các thành viên hoàng gia được mời đứng trên ban công tại cung điện Buckingham. Hoàng tử Andrew, người con trai thứ hai của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và vương tế Philip, cũng đã bị loại khỏi danh sách này vì những bê bối cáo buộc tình dục của mình. Theo người phát ngôn của vợ chồng hoàng tử Harry, xác nhận với BBC rằng cả hai sẽ thực hiện chuyến đi đến Vương quốc Anh để tham gia đại lễ, mang theo hai người con của mình là bé Archie và Lilibet. Đây là lần đầu tiên bé Lilibet được trở về Hoàng gia Anh để gặp gỡ các thành viên trong gia đình kể từ khi chào đời. Vợ chồng hoàng tử Harry được cho là rất vui mừng và vinh dự khi được tham dự lễ kỷ niệm năm thánh bạch kim của nữ hoàng. Theo CNN, những người được mời đứng trên ban công là ba người con khác của nữ hoàng, bao gồm thân vương Charles, vương tử Edward và vương nữ vương thất en bên cạnh đó gia đình hoàng tử william cùng một số người thân khác của hoàng gia anh cũng sẽ được mời đứng trên ban công của cung điện nữ hoàng anh đã bỏ lỡ nhiều sự kiện hoàng gia trong thời gian vừa qua tuy nhiên điện buckingham hôm thứ sáu đã xác nhận với giấy báo chí rằng nữ hoàng dự kiến sẽ tham gia các lễ kỷ niệm năm thanh bạch kim của mình mặc dù họ vẫn chưa xác nhận những sự kiện cụ thể nào mà bà sẽ tham dự các Sự kiện đánh dấu 70 năm trị vì của nữ hoàng sẽ diễn ra trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6. Người Cuba trồng và khôi phục rạn san hô ốm yếu với ngân sách eo hẹp. Một nhóm nhỏ các hướng dẫn viên lặng người Cuba đã khởi động một dự án quy mô nhỏ với ngân sách eo hẹp để phát triển rạn san hô và trồng lại chúng với hy vọng khôi phục một phần rạn san hô của Cuba. Ông Luis Muñoz, 44 tuổi, một trong những người đứng đầu dự án và là ngư dân đã lớn lên gần đó, ông cho biết đã nhìn thấy những rạn san hô yêu quý của mình bên ngoài cảng Matanza trên bờ biển phía bắc của Cuba từ từ suy giảm và cá đã trở nên khen hiếm trong gần 3 thập kỷ. Ước mơ của chúng tôi là phục hồi lại những phần rạn san hô đã bị mất đi. Ông Muñoz nói với Reuters để biến điều đó thành hiện thực. Cách đây 3 năm, ông Munoz cùng với những người đồng nghiệp cũng là những hướng dưỡng viên lặn và học sinh khu vực lân cận đã trang bị ống thở cùng với các thiết bị lặn và bắt đầu thu thập những mảnh sen hô rải rác dưới đáy đại dương sau những cơn bão lớn. Với sự hỗ trợ của Thủy cung quốc gia Cuba, chương trình môi trường Cuba EcoValor Internet cộng với khả năng ứng biến của mình Nhóm đã bắt đầu treo những mảnh vỡ đó trên cành của những cái cây dưới nước, được làm từ ống nước cũ bằng nhựa. Những mảng san hô được hỗ trợ bởi dây câu vàng trục vớt từ bãi biển đã phát triển nhanh chóng và sau đó đã được trồng lại trên rạn san hô và được giữ chặt bằng đinh đóng vào đá. Chỉ trong một năm, hầu hết các loài sống sót phát triển đã đủ để tái tạo một rạn san hô có chiều dài từ 60 đến 80 mét. Ông Muno tự hào chia sẻ thành quả của mình. ba lô hình mèo, gây bão Twitter Nhật Bản vì trông giống một con mèo thật. Tại Nhật Bản, người dùng trên Twitter hiện đang phát cuồng vì chiếc ba lô cực kỳ độc đáo, trông giống hệt như những con mèo ngoài đời thực. Được chế tạo bởi cô Miho Kasumi, một bà nội trợ Nhật Bản sinh sống tại tỉnh Fukui. Những chiếc ba lô được làm bằng thủ công có hình những chú mèo với bàn chân màu hồng, đôi mắt to long lanh và chiếc đuôi đầy lông. Cô Kasumi đã tạo ra các bản sao từ hình ảnh thật của mèo Ba Tư, mèo Munchkin và mèo Anh lông Ngắn. Theo cô Kasumi cho biết, quá trình tạo ra những chiếc ba lô này không hề đơn giản. Cô phải mất đến một tuần để thiết kế từng chiếc túi và thêm một đến ba tháng để hoàn thiện chúng. Những con mèo này được khâu tay từng mảnh một. Cô Kasumi cho biết, một mẫu nhỏ thường yêu cầu 22 mảnh vải được khâu bằng tay, trong khi những mẫu lớn hơn, chẳng hạn như ba lô, được tạo thành từ khoảng 80 mảnh vải khác nhau. Vào ngày 15 tháng 4, cô Kasumi đã đăng bốn bức ảnh chiếc ba lô hình mèo lên Twitter. Đến nay, bài đăng đã được đăng tải lại hơn 11.000 lần. Các bình luận trên Twitter trở nên vô cùng sôi so nổi khi mọi người cho rằng họ nghĩ chiếc túi là một con mèo thật. Nhiều người trong số họ thậm chí đã bày tỏ mong muốn được sở hữu một chiếc. Cho đến nay, cô Kasumi đã bán được 70 tác phẩm của mình Mỗi chiếc bao lô mèo được bán lẻ với giá 140.000 Yên Nhật Bản, tương ứng với 1.074 USD. Nhân ngày lễ của mẹ Mother Day, dịp để kỷ niệm tôn vinh những người mẹ trên toàn thế giới, Culture xin chúc cho tất cả những người mẹ và kể cả những người sắp được làm mẹ, mọi điều tốt lành và hạnh phúc nhất. Và cũng nhân dịp này, đến với chuyên mục điểm phim trong tuần. Mời quý vị cùng thưởng thức một tác phẩm điện ảnh về tình mẫu tử do Canada sản xuất, từ đề Mommy. Mommy là một bộ phim chính kịch năm 2014 của đạo diễn trẻ người Canada Xavier Dolan. Bộ phim mở đầu bằng việc giới thiệu một điều luật giả tưởng ở Canada, trong đó cho phép các bậc cha mẹ có thể gửi con cái của mình vào các cơ sở y tế công cộng trong trường hợp đứa con mất khả năng kiểm soát hành vi mà không phải mà không phải thông qua các trình tự pháp lý phức tạp. Sau khi đặt người xem vào bối cảnh giả tưởng ấy, mommy bắt đầu kể về câu chuyện của người mẹ Danny, một người mẹ đơn thân ở độ tuổi trung niên đang nuôi dạy Steve, đứa con trai tuổi teen mắc chứng rối loạn kiểm soát bẩm sinh của mình với căn bệnh mà mình đã mắc phải từ trước, cộng với việc chịu ảnh hưởng bởi sự ra đi của người cha. Steve ngày càng trở nên ngỗ ngược bạo lực và mất bình tĩnh điều này đã khiến steve nhiều lần làm tổn thương người khác kể cả chính người mẹ danny của mình mặc dù vậy danny vẫn luôn yêu thương và bảo vệ steve vô điều kiện như biết bao nhiêu người mẹ khác trên thế giới nhưng rồi mọi chuyện cũng trở nên ngoài tầm kiểm soát của danny mọi chuyện chỉ dần trở nên tốt hơn đôi chút khi có sự xuất hiện của cô hàng xóm kyla một giáo viên trung học đang tạm thời trong kỳ nghỉ với sự đồng điệu và ăn ý, cả Danny và Kayla đã giúp cho Steve hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng liệu tương lai ấy có thực sự huy hoàng hay nó lại thấp thoáng đâu đó những bất an vô định? Mời quý vị cùng đến với cuộc phiêu lưu đầy những cung bậc cảm xúc khác nhau về tình mẫu tử trong Mommy hiện đang được phát trên Netflix. Câu chuyện cuối tuần Nghĩ về mẹ nhân ngày của mẹ Khi bạn bước chân vào thế giới này Mẹ đã ôm bạn trong tay Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần bảo tử Khi bạn một tuổi Mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài Khi bạn hai tuổi Mẹ tập cho bạn đi bạn cảm ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi. Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quăng đĩa cơm xuống sàn. Khi bạn 4 tuổi, mẹ dành cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô chúng lên bàn ăn. Khi bạn 5 tuổi, mẹ diễn cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách ngã ôm um vào đống bùng gần nhất. Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường, bạn cảm ơn mẹ bằng cách la lên: "Con không đi." Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn quả bóng, bạn cảm ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh. Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem, bạn cảm ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay. Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngạc đến việc thực hành. Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày. Từ đi chơi bóng đến tập thể dục, rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng bao giờ quay lại. Khi bạn 11 tuổi, Mẹ dẫn bạn cùng bạn bè đi cine Bạn cảm ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác Khi bạn 12 tuổi Mẹ răng bạn không được xem những chương trình tivi nào đó Bạn cảm ơn mẹ bằng cách Đợi cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem Khi bạn 13 tuổi Mẹ đề nghị bạn cắt tóc Bạn cảm ơn mẹ bằng cách Bảo mẹ rằng không biết thế nào là sành điệu khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi chạy hè xa nhà một tháng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư. Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng ngủ. Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào có thể. Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tán dốc trên điện thoại đến giữa đêm. Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày tốt nghiệp của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối. Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách Tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè. Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn gặp gỡ ai chưa, bạn cảm ơn mẹ bằng cách đáp: "Đó không phải là chuyện của mẹ." Khi bạn 21 tuổi, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai, bạn cảm ơn mẹ bằng cách trả lời: "Con không muốn giống mẹ." Khi bạn 22 tuổi, Mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch châu Âu không? Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí. Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn bạn cảm ơn mẹ bằng cách giận dữ và cầu nhau. Con xin mẹ đấy. Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn. Mẹ khóc và bảo mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tích. Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng mọi việc giờ đã khác xưa rồi, khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ một sinh nhật của người thân, bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời: Con thật sự bận mẹ ạ. À. Khi bạn 50 tuổi, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc, bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào. Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành ta hãy dành một phút giây nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng đối với người mà ta gọi là mẹ dù rằng một số người có thể không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình chẳng có điều gì có thể thay thế mẹ hãy trân trọng từng giây từng phút dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta có thể không đồng ý với những suy nghĩ của ta nhưng đó vẫn là mẹ mẹ sẽ luôn ở bên bạn lắng nghe những phiền muộn niềm vui cũng như nỗi thất vọng của bạn hãy tự hỏi chính mình mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của mẹ hay không yêu thương và kính trọng mẹ dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ khi mẹ ra đi những kỷ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim của bạn là hiển nhiên yêu mẹ hơn bản thân mình vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có mẹ